là bọn mình đi ăn đồ nướng này, đường phố Sapa. Quất ngâm chân tắm là thuốc dân tộc giao. Cà phê siêu đẹp này. Đi bộ vào khu trung tâm để đi ăn đồ nướng đây. Đây có hai lane này. Hai lane nhảy à? Bảo có ở cái dốc này có cái hàng thuốc em ạ. Cái ăn lẩu á? Pizza này. Cơm lẩu đủ cả. Dân tộc vẫn bán ngồi bán hàng. Lò nướng hạt rẻ. Việt Emotion này quá đẹp luôn. Mà mua hộp thuốc đã.
Có cái chỗ chợ Sapa ấy, nhiều quán nướng lắm, 5-7 quán. Cuối tuần mà. Công cuộc đi tìm hàng nướng ăn. Quá đẹp luôn.